Vâng, một lần nữa nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Hôm nay Dương Vi like cái chủ đề xây dựng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thứ nhất, nội dung thứ nhất, cần làm tốt 5 việc sau để huy động sức mạnh tổng hợp của đoàn viên thanh niên trong phản biện, đấu tranh phản bác những cái luận điệu sai trái của các thế lực thù địch phản động ở trong và ngoài nước, đặc biệt là như tên Đoàn Ngọc ở đây này. Nội dung thứ hai là bình luận về các vấn đề nóng bỏng ở trong và ngoài nước. Đó. Sau đây là Dương Vi đi vào nội dung thứ nhất. Để huy động sức mạnh thanh niên trong cái cuộc đấu tranh phản bác những cái quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội, cần làm tốt những cái nội dung sau của tác giả Thu Phương. Thứ nhất, cần coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua tuyên truyền giáo dục học tập nghiên cứu vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên, xây dựng thế giới quan khoa học cho thanh niên, qua đó đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của đoàn thanh niên để người sử dụng Internet, mạng xã hội biết cách nhận diện thông tin tốt, xấu, lợi hại để nâng cao cái tinh thần cảnh giác, trách nhiệm hành vi ứng xử của thanh niên trên không gian mạng. Tập trung đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, học tập triển khai các nghị quyết của Đảng, của đoàn, trong đoàn viên thanh niên như học tập trực tuyến này, thi trắc nghiệm, thi tự luận trên Internet, xây dựng phim ngắn, bản đồ tư duy, tuyên truyền phổ biến nghị quyết, đặc biệt là cái nghị quyết của Đại hội 13 của Đảng. Thì ở đây theo tôi được biết thì các đoàn viên, các cán bộ là đảng viên, tất cả các chi bộ trong cơ quan hoặc là ở ngoài thuộc chi bộ của các đảng bộ ấy, đều phải thi viết về cái nội dung Đại hội 13 của Đảng. Đó. Qua đó, bên đoàn thanh niên cũng cần chắt lọc những cái nội dung cần thiết liên quan đến đoàn và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước để cho đoàn viên thanh niên người ta thi viết hoặc thi văn tác để tuyên truyền giáo dục. Bên cạnh đó, thanh niên cần chủ động cập nhật, tự học những cái kiến thức, kỹ năng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các tinh hoa văn hóa nhân loại, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đấy. Cái thứ hai, cần chú trọng xây dựng lực lượng thanh niên nòng cốt là những thanh niên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đặc biệt là sử dụng thành thạo công nghệ để tham gia vào viết bài này, viết bình luận, chia sẻ cái tin trên các trang thông tin chính thống. Qua đó phát huy hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị tại địa phương, đơn vị bằng hình thức câu lạc bộ, tổ nhóm trong tham gia nhận diện, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái trên mạng xã hội, xây dựng cơ chế cung cấp thông tin thường xuyên kịp thời để mỗi thanh niên đều là người có thể truyền tải thông điệp giáo dục thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó cần phải tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng viết bài, viết tin này, viết bài phản bác, phản biện cho các thanh niên, tạo sự gắn kết, lan tỏa, chia sẻ thông tin tích cực ra cộng đồng. Đó là cái nội dung thứ hai. Cái nội dung thứ ba, cần có cơ chế phối hợp với các cơ quan chức năng chuyên trách để chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá. Ở đây ấy, thì cái cơ quan chức năng chuyên trách về phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch này thì chúng ta cần tìm hiểu và tham khảo, đặc biệt là cần lấy tài liệu ở trong cái ban tuyên giáo của các địa phương, qua đó góp phần ngăn chặn phản bác những cái thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước sự chống phá của các thế lực thù địch, tham gia bảo đảm an ninh an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội trong cái giai đoạn hiện nay.
Cái thứ tư, xây dựng các bộ công cụ hỗ trợ trong việc định hướng tuyên truyền trên không gian mạng như các trang fanpage, các group thường xuyên đăng tải các chuyên mục, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một việc làm thiết thực, đăng tải các tin bài gương người tốt, việc tốt, phát huy sức mạnh tổng hợp từ các hiệu ứng tuyên truyền lan tỏa trên không gian mạng để đẩy lùi các thông tin xấu độc. Đó là cái nội dung thứ tư. Cái nội dung thứ năm ấy, cần coi trọng giáo dục bằng hành động qua thực tiễn phong trào, nhất là việc chú ý tăng cường các hoạt động thể dục thể thao giải trí lành mạnh cho học sinh, sinh viên, thanh niên, góp phần nâng cao thể trạng tinh thần cho thế hệ tương lai của đất nước. Đó là năm cái nội dung cần thiết nhất đối với đoàn viên thanh niên mà các thủ lĩnh, có nghĩa là bí thư chi đoàn, bí thư đoàn của cấp cơ sở hoặc huyện, bí thư huyện đoàn, bí thư xã đoàn, bí thư chi đoàn là những người cần tiên phong làm cái điều đó, nó mới góp phần lan tỏa. Đối với Dương Vy, Dương Vy thực hiện việc tuyên truyền phổ biến cho những người mà Dương Vy truyền tải thông tin, những cái gì mà người ta giao Dương Vy thì Dương Vy cũng ghép, lồng ghép vào cái việc mà đưa những cái thông tin phản động của bọn nó lên để cho mọi người nhận diện, biết rằng đấy là những thành phần cơ hội chính trị hoặc là những thành phần tuyên truyền chống phá nhà nước. Chúng ta phải phản bác hoặc đưa ra ý kiến như thế nào để cho bọn chúng không có cơ hội để tuyên truyền chống phá nó, hoặc vào thẳng trang ấy, còm bình luận luôn: các ông tuyên truyền chống phá như vậy, nhân dân chúng tôi không cần những người như các ông, bởi vì đất nước chúng tôi ổn định rồi. Để nói về những vấn đề này nó rất là rộng, rất là sâu. Chính vì vậy ấy, thì chúng ta cần đọc thật nhiều, đặc biệt là những nghị quyết, những cái chính sách về kinh tế, văn hóa, xã hội, hoặc là báo chí hàng ngày ấy, những cái thông tin cập nhật hàng ngày ấy, đặc biệt là thông tin thời sự, sự phát triển kinh tế của xã hội đất nước, an ninh chính trị trong nước, mình theo dõi thường xuyên. Lúc đó mình phản biện lại các thế lực thù địch, các thành phần phản động ấy, nó sẽ có cơ sở khoa học hơn và nó chắc chắn hơn. Đó là cái nội dung thứ nhất. Còn đối với nội dung thứ hai ấy, thì ở đây tình hình dịch bệnh ở trong nước thì mỗi tỉnh Hải Dương nó khá là căng thẳng, nhưng mà đối với việc tỉnh Hải Dương đưa ra quyết định giãn cách toàn xã hội của cả tỉnh Hải Dương ấy, thì truy vết thứ cũng Dương Vy tin chắc rằng sẽ làm tốt cái việc phòng chống dịch tại tỉnh Hải Dương thôi, mà cả trong nước thì hôm nay cũng không có gì đặc biệt, thì mọi người xem ấy thì biết rồi. Còn đối với ông Facebook ấy, ông Facebook hôm nay cấm Australia, coi như là cắt không cho Australia sử dụng mạng Facebook rồi. À, Thắng Nguyễn, còn tham nhũng không được nhắc đến, vì ai nhắc đến tham nhũng là phản động, xuyên tạc nha Thắng Nguyễn nha. Đối với vấn đề tham nhũng á, thì trong năm 2018 đến năm 2020 á, nhà nước xử lý rất là nghiêm, mà Dương Vy tin rằng á, trong năm 2021 đến cả nhiệm kỳ 2021-2025-2026 này, chắc chắn vấn đề chống tham nhũng còn quyết liệt, còn mạnh hơn nữa. Trước đấy á, kể cả ủy viên Bộ Chính trị cũng đều bị xử lý, tướng tá công an quân đội cũng bị xử lý, cho vào lò đốt hết. Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đúng không? Đinh La Thăng là ai cũng bị xử lý tuốt. Còn đối với địa phương á, nếu mà ở địa phương Dương Vy biết ai tham ô tham nhũng mà có cơ sở bằng chứng hẳn hoi, Dương Vy cũng là người tố cáo, thậm chí
gặp trực tiếp cơ quan điều tra, người ta yêu cầu người ta xử lý nếu mà có đủ đầy đủ bằng chứng chứng cứ. Bây giờ nhá, tôi nói cho các anh các chị biết một điều này này, các ông ấy là cán bộ, kể cả cán bộ to hay như nào, có nhúng chàm ấy chỉ cần một lá đơn thư của người công dân thôi gửi đến cơ quan chức năng thôi, thì người đó cũng phải tạm ngừng công việc để phục vụ điều tra ít nhất trong vòng 3 tháng. Đừng có nói là quan to là nhà nước người ta không xử. Các vị đừng nói là bây giờ là cán bộ đảng viên có chức có quyền là ngon, ăn không ngon ngủ không yên đâu. Thứ nhất, nếu mà các anh các chị muốn giàu nhanh lợi dụng chức vụ quyền hạn để tham ô tham nhũng thì cũng bị nhân dân phát hiện, mà nhân dân phát hiện, nhân dân tố giác gửi đến thanh tra của các sở ngành hay là của công an điều tra cũng đều bị xử lý. Mà đã có đơn thư đồng thời người cán bộ đó không có uy tín với nhân dân, uy tín với người cán bộ cấp dưới ở trong cơ quan thì làm sao làm ăn được, làm sao làm việc được. Nói thì không ai nghe, thì ai tin ai nghe nữa, thì làm sao người ta ấy. Đối với vấn đề tham nhũng, đảng và nhà nước Việt Nam họ đang kiên quyết xử lý trên cơ sở pháp luật, không có ngoại lệ và vùng cấm. Công dân có quyền tố cáo tham nhũng nhưng phải đủ cơ sở pháp lý. Đúng rồi anh Hoàng Nguyên. Mà những công dân tố cáo ấy, đúng người đúng tội đúng việc thì những công dân nó được bảo vệ, đồng thời cũng được nhà nước người ta khen thưởng cơ.